từng bị ghét cay ghét đắng với vai phản diện Dung Mama trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Nữ diễn viên Lý Minh Khải ở tuổi già nhận được sự yêu mến bởi lối sống giản dị, khiêm nhường. Bị tẩy chay vì vai diễn Dung Mama. Lý Minh Khải sinh năm 1936 ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã trải qua nỗi đau mất cha, cùng mẹ bươn trải nhiều việc để kiếm sống như chăn bò, lên núi mót củi, đốn củi. Tuổi thơ cơ cực đã sớm rèn cho bà ý chí mạnh mẽ và sự lạc quan. Con đường đến với nghệ thuật của Lý Minh Khải rất tình cờ. Trong một lần dạo phố cùng bạn bè, nữ diễn viên ngẫu hứng cất giọng hát. Cũng từ đó, chất giọng oanh vàng đầy tình cảm của bà lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất âm nhạc. Từng ra mắt không ít album, song nguyện vọng của Lý Minh Khải lại là diễn xuất. Ở tuổi 25, bà quyết định rẽ hướng và có một bộ phim đầu tay mang tên 12 Chuyến Xe. Những năm kế tiếp, Lý Minh Khải tiếp tục diễn xuất ở các tác phẩm như Chủ Tử Đương Quan, Võ Kiếm, Thủy Hử. Suốt sự nghiệp 70 năm, nữ diễn viên đã tham gia tổng cộng hơn 100 bộ phim lớn nhỏ. Dù đa phần góp mặt ở tuyến vai phụ, bà vẫn nhận được sự yêu thích, đặc biệt từ nhiều thế hệ người xem. Trong đó, vai diễn phản diện Dung Mama trong phim Hoàn Châu Cách Cách được xem là kinh điển trên màn ảnh nhỏ. Dung Mama vốn là tay sai tâm phúc của Hoàng hậu, ngoại hình bặm trợn cùng tính cách nham hiểm, độc ác của nhân vật được Lý Minh Khải khắc họa sống động như thực. Sau những tập đầu tiên được phát sóng, bộ phim lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khắp nơi. Tuy nhiên, bà cũng là một trong số ít diễn viên bị ghét lây vì vai diễn. Không ít lần, nữ diễn viên gạo cội bị ném trứng vào người vì đóng vai ác quá đạt. Tôi đi chợ mua rau, mua thịt, người ta mà nhận ra cũng không muốn bán cho bà già này. Họ bảo tôi độc ác quá, ăn uống làm gì và còn đuổi tôi đi chỗ khác mua. Tôi hiểu đó là thành công của bộ phim, nhưng là một người bình thường tuổi cao, quả có lúc buồn lòng. Các em nhỏ và người già nhìn thấy tôi đã la ó, họ bảo hãy đuổi tôi đi, họ ghét các vai diễn của tôi. Tôi chỉ cười và nói với họ, mọi người hãy yên tâm, tôi là người tốt, tôi tên Lý Minh Khải, bà kể. Sau vai diễn để lại nhiều dấu ấn, Lý Minh Khải tiếp tục tham gia thêm một số bộ phim. Bà từng được nhà nước trao nhiều huân chương bằng khen vì những cống hiến của mình ở cả hai lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Đến năm 70 tuổi, Lý Minh Khải rút lui khỏi làng giải trí, trở về sống tại một ngôi nhà tập thể nhỏ cùng vài chú chó nhỏ ở Bắc Kinh. Cuộc sống điền viên tuổi già cùng chồng và các cháu. Có nhiều tin đồn xoay quanh cuộc đời kín tiếng của Lý Minh Khải. Dù không ít lần nhận được những lời mời phỏng vấn từ truyền thông, song bà đều từ chối. Theo một blogger nổi tiếng trên mạng cho hay, diễn viên 84 tuổi từng có một đời chồng, nhưng người này sau đó đã phản bội bà để theo người phụ nữ khác. Sau cuộc hôn nhân cay đắng, bà quyết định ở vậy không kết hôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận khi biết tin. Bà cho biết mình hiện sống hạnh phúc bên gia đình gồm chồng và con cháu. Ông xã bà là một thầy giáo đã về hưu và luôn ủng hộ công việc đóng phim của vợ. Ở tuổi 84, Lý Minh Khải vẫn tỏ ra hết sức minh mẫn. Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, bà thỉnh thoảng xuất hiện tại nhà hát kịch để chỉ dạy cho đàn em về những kinh nghiệm diễn xuất. Nhiều khán giả cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh nữ diễn viên gạo cội di chuyển bằng xe buýt, tàu điện ngầm. Trang Sina từng nhận xét, nếu trên phim Dung Mama khiến nhiều người ghét cay ghét đắng vì sự độc ác thì ngoài đời, Lý Minh Khải là một người đạo đức, hết lòng vì thiện nguyện. Dù hoàn cảnh không quá giàu có, bà vẫn đóng góp tiền trong suốt nhiều năm cho các địa phương bị thiên tai. Nói về cuộc đời mình, Lý Minh Khải từng tâm sự, với bà điều quan trọng là sức khỏe và công việc, những thứ như tiền tài, danh vọng chỉ là thoáng qua. Bà từng tâm sự khi xuất hiện trong một talk show, giờ đây tôi cũng sống như một đứa trẻ ở cái tuổi sắp tàn, sống vô tư nốt những ngày tháng còn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh YouTube. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.